Chào mừng các bạn đến với clip tư vấn đại học số 2. Thì đúng ra clip trước mình làm câu này luôn, nhưng mà mình nghĩ là câu này phải để riêng bởi vì nó dài và phức tạp quá. Thì câu hỏi đó là: chỉ giỏi tiếng Anh thì học ngành gì? Có phải là ngôn ngữ Anh không? À, mình xin nói trước cái tư vấn của mình nó sẽ hơi khác với người khác. Người khác sẽ tư vấn cho bạn những cái ngành này có thuận lợi gì nhiều hơn là cái không thuận lợi của ngành. Riêng mình thì là mình sẽ nói hết cái khó khăn của ngành ra để các bạn coi chịu được hay không. Chịu được những cái khó khăn này thì dĩ nhiên sẽ vào sẽ chịu được hết. Rồi thì trước tiên chúng ta sẽ xem qua câu hỏi này nó như thế nào. Giỏi tiếng Anh nghĩa là sao? Giờ lấy theo tiêu chuẩn trong trường đi. Nếu bạn chỉ học trong trường và không học thêm bên ngoài thì giỏi tiếng Anh theo chuẩn đó có nghĩa là bạn có thể biết được từ này nhấn nhá như thế nào, khác như thế nào so với từ kia, từ này có phát âm khác như thế nào so với từ kia, câu này chọn như thế nào cho đúng, câu này viết lại câu như thế nào và câu này bốn chỗ, chỗ nào sai. Thì đó cũng là một loại giỏi, nhưng mà cái loại giỏi này hơi khó ứng dụng trong thực tế, bởi vì cái người ta cần bạn trong thực tế là bạn có thể viết được, trình bày được ý kiến của bản thân về một vấn đề mà nếu có thì tốt, không có thì thôi. Đảm bảo đúng ngữ pháp, đúng từ vựng, đúng chính tả, đúng phát âm. Cái chuẩn giỏi của trường thì theo mình nó chỉ ở đây thôi. Còn cái chuẩn giỏi theo đi làm thì nó trình độ cao hơn một chút. Và các bạn ở trình độ này nè, hãy dùng từ giỏi tiếng Anh. Còn trình độ dưới đây thì mình không dùng từ giỏi đâu. Bởi vì ở trình độ này thì cái tính ứng dụng của nó theo mình thấy á, là làm lại các đề để cho các em học sinh làm. Chứ còn ứng dụng trong thực tế tạo ra giá trị thì mình vẫn chưa thấy nó đâu hết. Sau khi đã xác định các kiểu giỏi thì các bạn thấy mình thuộc trường hợp nào? Giỏi theo trường lớp, giỏi theo đại học đi làm, hay chỉ là tiếng Anh của bạn giỏi hơn các môn khác? Nghĩa là nó vẫn tàn tàn đó, nhưng mà nó lại hơn các môn khác. Rồi vậy thì chúng ta đến phần tiếp theo. Giỏi như thế thì có nên vào học ngôn ngữ Anh không? Thì để có câu trả lời cho câu hỏi đó thì các bạn phải coi ngành ngôn ngữ Anh nó học cái gì. Thì cái đó trong video này mình cũng nói khá là kỹ rồi. Để tiết kiệm thời gian cho các bạn thì mình sẽ tóm tắt sơ sơ cái video đó luôn. Khi học ngành ngôn ngữ Anh, các bạn sẽ học thành phần cấu tạo của tiếng Anh, lịch sử văn hóa của các nước nói tiếng Anh, văn học các nước nói tiếng Anh và một hoặc một vài chuyên ngành nào đó. Ví dụ như là biên phiên dịch, thương mại, giảng dạy, du lịch, bla bla bla. Rồi thì sau khi các bạn biết được nội dung chương trình học thì nếu các bạn thấy thích theo được ngành này thì cứ việc theo, giỏi kiểu gì thì cũng mặc kệ, vào đó sẽ tập lại từ từ. Nhớ cân nhắc học phí, tài chính và thuận lợi khi học nữa. Rồi quay lại ba trường hợp giỏi mà mình nêu ra. Nếu các bạn giỏi theo cái chuẩn đại học và đi làm á, thì theo ý kiến cá nhân của mình, các bạn nên học một ngành khác và trau dồi kiến thức của bản thân về ngành đó bằng tiếng Anh và kể cả tiếng Việt, để rồi các bạn thích thì đi làm cái ngành đó với khách nước ngoài, với khách Việt Nam. Thích nữa thì đi dịch luôn, dịch ngành đó các bạn đã biết chuyên môn rồi, các bạn có ngoại ngữ nữa thì các bạn dịch rất tốt, thậm chí là tốt hơn hẳn những bạn đã biết ngoại ngữ rồi nhưng mà giờ phải nghiên cứu sâu chuyên ngành của các bạn. Thì mình đánh giá là những người biết chuyên ngành, biết ngoại ngữ dịch sẽ vẫn tốt hơn những người biết ngoại ngữ nhưng phải nghiên cứu chuyên ngành. Rồi nếu các bạn giỏi theo cái chuẩn thứ hai, theo chuẩn trường lớp, thì các bạn vào học ngành này thì sẽ đỡ được cái thời gian đầu thôi, nhưng mà đỡ được rất ít, bởi vì những gì các bạn giỏi nó chỉ là cái phần cơ bản của cái ngành ngôn ngữ Anh. Nếu các bạn thấy bản thân nuốt được những kiến thức đó thì cứ việc vào, còn không thì cứ lại như trường hợp trên, nên kiếm theo cái ngành khác rồi cải thiện khả năng ngôn ngữ của bạn từ từ, bởi vì bạn cần giỏi cả hai cái ngoại ngữ và chuyên môn, cả hai cái mới làm việc tốt được. Rồi sang trường hợp giỏi cuối cùng là giỏi tiếng Anh hơn các môn khác thôi nhưng mà nó vẫn tàn tàn, thì cái này các bạn phải cân nhắc rất kỹ trước khi vào ngành ngôn ngữ Anh. Bởi vì những cái cơ bản nhất của ngành đó mà bạn chưa nắm chắc, chưa nắm vững, thì khi vào ngành ngôn ngữ Anh các bạn có nhắm mình sẽ theo kịp hay không. Mình lấy ví dụ như cái đề thi trung học phổ thông quốc gia đi, có cái phần đọc hiểu, cái phần mà các bạn thường hay than nhất á, thì cái phần đó các bạn vô học ngôn ngữ Anh các bạn sẽ làm như cơm bữa luôn, liên tục, nhắm chịu được thì hãy vào. Thì mình biết là học ngành nào cũng cần kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh nếu muốn tiến xa trong ngành đó, nhưng mà ít nhất trong cái chuyên môn kia thì các bạn được đọc tiếng Việt trước rồi xong mới đọc tiếng Anh. Trong ngành ngôn ngữ Anh thì các bạn đọc thẳng tiếng Anh rồi tự hiểu bằng tiếng Anh luôn. Rồi vậy thì các bạn có thể suy luận ra được rằng mình khuyên các bạn không nên vào ngành ngôn ngữ nếu không thích khá là nhiều. Vậy thì giờ nếu chỉ giỏi tiếng Anh thôi thì làm gì đây? Vào ngành nào? Thì câu trả lời của mình là các bạn vẫn phải nên kiếm một chuyên ngành nào đó mà các bạn thích hoặc các bạn giỏi. Thì giờ đó là chuyên ngành nào? Giờ quay trở lại thời gian hồi xưa đi, như cách tư vấn của bà dì Nhung Loren, thì hồi xưa các bạn có thể học môn nào hàng giờ mà hoàn toàn không thấy chán, học môn nào hàng giờ mà cảm thấy như là mới vài phút thôi.
phải có một môn như thế. Còn nếu không có một môn như thế thì các bạn nên tính sang hướng học nghề cho nó ngắn và đi ra kiếm tiền được liền luôn. Hoặc là việc gì mà mình có thể ngồi một chút là nghĩ ra một đống ý tưởng hay và cũng chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để từ những ý tưởng đó đưa ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Tạm thời hãy nghĩ như thế trước đã. Trước tiên hãy cho các bạn làm những gì bạn thích trước đi. Để rồi nếu mà xui xui á, làm những gì bạn thích mà lại tiền không đủ thì các bạn sẽ nhìn theo hướng khác, hướng nào phù hợp hơn. Đến đây thì mình nghĩ câu trả lời của mình cũng khá đầy đủ rồi, nên là video sẽ xin kết thúc tại đây. Nếu các bạn vẫn còn câu hỏi thắc mắc thì có thể viết dưới phần bình luận, sẽ có người khác hoặc là mình sẽ trả lời cho các bạn. Bye!